Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp và sự bao bọc của ngoại. Tôi luôn thích theo sau bà. Bóng lưng của bà lúc nào cũng vậy. Nhỏ, gầy, nhưng luôn cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. Ngoại ơi, con về rồi nè. Trời ơi, Hiếu, mồ túi cha con, bây giờ con về đó hả? Sao lâu quá không về, phải nhớ cũng muốn chết vậy đó. Bữa giờ con lu bu công việc quá cho nên là con không về thăm ngoại được. Nhưng mà hôm nay con có mua quà cho ngoại nè. Cái này á là trà mà ngoại thích nhất. Còn cái này á là đồ ăn dành cho người già, ăn bổ lắm á. Trời đất ơi, cái thằng này mày đặt, về được rồi. Con bà đặt mua quà, mua bánh kia tốn kém mà con. Con đang đói bụng, thường thường á ở trên đó con ăn đồ ăn ngon lắm á, nhưng mà thiệt cũng nhớ cơm nhà lắm, nhất là cơm ngoại nấu, trời nó ngon gì đâu á. Nè, giờ con thèm gì ngoại nấu cho nha, có canh bông điên điển á, ấy chết mẹ, khét cái nồi thịt của ngoại rồi, khét cái nồi thịt rồi. Thịt nè, món mà con thích đó ăn đi. Ăn cái món này nè, làm cho con nhớ tới hồi đó. Cái hồi mà con mới vào đậu đại học á, ngoại cũng nấu món này cho con ăn. Nhớ dài dữ à. Ngon thiệt. Ngoại, ngoại, dạ? Coi nè, coi nè. Coi gì, cái đó là cái gì coi. Nè, ngoại đọc đi. Cha mày, ngoại đâu biết chữ đâu đâu. Con đọc qua nghe đi, nè. Đây là cái gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy báo trúng tuyển, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, xin chúc mừng thí sinh Phạm Đức Hiếu. Con đậu rồi. Đậu rồi ngoại ơi. Thôi cháu ngoại giỏi quá. Dạ. Con ráng học thêm cho giỏi nghe không? Rồi nửa lớn thành người tử tế nha con. Dạ ngoại. Con vui quá không đâu con. Vậy là ngoại thưởng nha. Dạ. Đi chợ mua thịt về chiên ra. Đúng món con thích luôn á ngoại. Đi nha. Đi liền đi ngoại. Đi. Còn mưa, còn mưa nhỏ nhỏ còn chạy. Thôi, đi liền đi, con mềm lắm rồi, con đang đói bụng lắm rồi. Đi. Cái áo mưa ngoại á. Đi liền đi ngoại. Cái nón nè. Đi ngoại. Vui quá. Mà có hồi ngoại ra chợ á. Đi tới đâu ngoại cũng khoe là cháu ở đậu đại học. Đúng rồi, phải khoe chứ. Cháu bà giỏi mà khoe chứ hả? Kỳ không? Mắc cỡ à? Con đi nha ngoại. Con. Dạ? Hồ sơ giấy tờ con lo đầy đủ chưa? Đi đường cẩn thận nha con. Nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Con biết mà. Lâu. Trời ơi con biết. Con lớn rồi làm như con nít hay gì vậy? Thôi con đi nha ngoại, chạy xe. Con đi nha con. Đi nha. Con đi nha ngoại. Ừ. Con đi nha ngoại. Nè, bỏ ăn miếng bông điên điển đi. Con ơi, cái món này ngoại ăn hoài. Con lâu con về mới có ăn đi. Đừng có lo cho ngoại. Cái hồi mà con lên đại học á, con học á, đi rất là nhiều nơi nha, mà ăn cũng nhiều món nữa. Nhưng mà thiệt sự á, là không có cái món nào mà ngon qua cái món canh bông điên điển ở quê mình. Nhất là ngoại nấu luôn. Để ngoại coi có cái gì nữa không nha. Ôi cha ơi, nè, cá lóc, thịt cá,
ăn đi, con ăn nhiều nhiều vô. Thèm ăn đi. Ngoài này ngoài ăn hoài à. Trước con ngoài già rồi. Cái này ngoài húp húp á. Nó dễ ăn cơm lắm. Nè đó, đó. Bà Hai ơi, có nhà không? Ồ, con chào bà Hai, con mới tới. Dạ, con Tư. Dạ. Ủa, sao Hai ăn cơm chưa? Thằng Tí đi đâu rồi chưa về à? Tư ơi, tôi đang chờ thằng cháu tôi. À. Nó nói là nay nó về nè. Đáng lẽ giờ này nó có mặt ở đây. Dạ. Mà nãy giờ chưa thấy. Thế nó đi đâu chứ chưa về hả? Không thấy nó về đâu. Ờ, thôi Hai ăn cơm trước đi. Chờ nó làm chi? Lát nữa nó về rồi hâm lại cho Nam sau. Đâu có được, có hai bà cháu phải chờ nó về cùng ăn. Con mà sốt ruột quá cô ơi. Dạ ông có gì đâu, con mới đi đám dỗ về. Có cái đòn bánh tét này, lấy con mang sang cho dì Hai ăn. Chuối à hèn. Ngon lắm ạ. Thôi Hai ăn cơm trước đi. Tí nữa nó về nó ăn sau. Đâu được, cô. Dạ. Tôi mới nhờ cô chút nha. Dạ. Tôi có cái điện thoại. Đây. À. Cô gọi thằng cô Tí giùm tôi nha. À, cô nói đó. À, đây. Có số mấy nè, có số này nè. Cô à, coi này. Ờ, dạ, cô gọi con tôi gọi nha. Cho Hai nha. Coi nó bận gì ở đâu mà không về giờ này. Lạ thiệt. Rồi, Hai coi đi. Nghe đi nè, nó đang gieo máy nè. Gọi đúng số này dạ, hả? Đúng ạ. Ờ, để nghe coi. Alo. Alo. Ủa sao kỳ quá à? Ủa sao đấy? À, không nghe gì chứ cô. Được rồi. Cô mới dùng coi. Ủa? Ủa sao mà không sao đâu. Thế nữa nó về nó liền mà. Cô thấy không? Tôi làm mấy cái món nó thích không à? Trời dạ. Nó về hai bà cháu ăn mà trời này nó không về sốt ruột quá. Thôi Hai cứ ăn trước đi. Để rồi chờ tí nữa nó về nó ăn sau. Ừ, cảm ơn cô. Dạ. Bây giờ con để cái bánh tét ở đây. Dạ. Tí nữa cho vui nha. Nhóc nó khoái cái bánh này lắm đó. À. Mà chờ hoài. Thế nó về. Biết có chuyện gì xảy ra không cô Tư? Chắc chả có cái chuyện gì đâu. Tí nữa nó về liền mà. Hay ăn cơm đi. Bây giờ con đi về. Con có công việc chút. Con dọn có chuyện cơm gì cho nha. Mấy đứa nhỏ nó ăn. Cảm ơn dạ. Cô Tư nha. Trời ơi, có như cô tôi nhờ được cô tôi mừng quá. Không sao đâu Hai. Coi như là làng xóm mà. Tối lửa tắt đèn có nhau. Trời ơi. Cô Tư gì ha? Dạ. Về nha. Hồi con tham gia nghệ thuật á, lúc mà con về, con ngồi ở đây, ngoại ngồi đó, giống như bây giờ vậy nè. Con kể cho ngoại nghe quá trời chuyện luôn. Cái hồi mà con tốt nghiệp á, con cũng ngồi ở đây nè. Nhưng mà con lo tham gia nghệ thuật, con bỏ ngoài một mình. Tệ thiệt. Ngoại.
ngoại ơi, ngoại, ngoại, cháu mới về nè ngoại. Ngoại, ngoại ơi, ngoại nghe con nói không ngoại? Cháu mới về nè, ngoại. Nghe cháu ngoại, ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Con biết là thời gian của con dành cho ngoại nhiều. Ngoại, con không nghe điện thoại ngoại. Con là một thằng trả thù, con biết mà. Ngoại ơi, ngoại, con đói bụng quá. Ngoại về ngoại nấu bông điên để cho con ăn đi ngoại. Ngoại, ngoại, ngoại ơi. Mắt nào mặn bằng nước mắt mẹ hiền. Thôi con đi ra ngoài chạy xe. Nuôi con dạ. 9 tháng con đi ra ngoài. Con 10 đi ngày. Để con ngoài khôn lớn ngoài nhớ con. Để con ngoài đọc đi, ngoài đọc đi, ngoài đọc đi. Lớn. Cha mày, ngoài đâu biết chữ đâu đó. Con bỏ mẹ mà già rồi, cái này mà hút hút á, dễ ăn cơm lắm. Nè đó, đó. Đậu rồi thì ráng học cho giỏi, sau này làm người tử tế nha con. Thank you.
Ok chị ơi. Từ từ, ok cái gì? Ok đặt cơm thì nói đặt cơm thằng này. À lộn, ok đặt cơm đi. Từ từ nha mẹ ơi. 3, 2, 1, viết. Vậy thì về nhóm tụi em này à, nhóm này là một nhóm chuẩn bị rất là kỹ càng nha. À, sao kỹ càng mà thầy cười gian xảo thầy? Không, cười thật mà. Nói okay. Chung là chưa bao giờ thấy một nhóm nào kỹ như nhóm này. Lúc nào lịch có sớm nè, ekip đầy đủ nè, đi đúng giờ, tất cả mọi thứ rất là hoàn hảo. Hy vọng là nhóm này làm phim thêm trong tương lai nha. À, ok thầy. Mày cất dao hết cho nha. Ok.